Chào anh. Hello Quân. Vâng. Anh là vừa làm xong tắm rửa rồi cái lên tranh thủ nói chuyện. Anh em ở trong nước gọi điện cho em liên tục từ cái lúc mà em đăng tin hỏi thăm anh, rồi anh em cũng quan tâm để ý hỏi xem là anh có như thế nào không, anh em cũng lo lắng. Đấy, anh ở bên đấy một Cảm mình ơn. nên là bọn nó đến, chúng nó lấy kiểu cái chơi trò lấy thịt đè người, chúng nó dọa anh. Kinh quá, nên là anh có thể thông tin thêm cho anh em để anh em ở dưới nước an tâm, anh em hỏi nhiều quá. Anh báo anh trình báo với lại cảnh sát bên này đó, nó đang thu thập hồ sơ, Vâng. nó lập hồ sơ xong rồi nó nói nó sẽ chuyển lên cho FBI là cảnh sát liên bang á, Vâng. nó chuyển cho cảnh sát liên bang, tại vì tụi cảnh sát thì nhiệm vụ nó chỉ lập hồ sơ Vâng. thôi, ở bên này nó cái quyền hành của cảnh sát với lại FBI nó khác nhau lắm. Vâng. Cảnh sát nhiệm vụ nó là đi bảo vệ luật lệ, đi giống như là săn bắt cướp đồ này kia rồi vậy đó. Nhưng mà nó thì chỉ lập hồ sơ thôi, nó không có đi điều tra, nó phải giao lại cho FBI. Tên của tụi nó anh viết ra hết rồi đưa cho mấy mấy thằng cảnh sát đó, nó đang thu thập. À, anh ơi, Nó có một cái nó chi sẽ tiết mà cho em xe. xin ngắt lời anh, thì có một cái chi tiết là cái thằng này nó nói là về vấn đề là nó đi làm việc theo lệnh của con Lisa Phạm ấy, thì cái con Lisa Phạm này nó đang là thuộc dạng là bên nhà nước Việt Nam mình là truy nã vì tội khủng bố, thì anh có nhắc về cái chi tiết này không? Cái bố Quân nói sao anh chưa hiểu, cái Có nghĩa anh là hỏi anh lần sau. cái con Lisa Phạm ấy mà Tào Minh Quân ấy, thì Lisa Phạm là một trong hai đối tượng mà là nhà nước bên Bộ Công an mình là truy 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 nã về cái tội khủng bố ở nhà nước Việt Nam. Thì trong cái đoạn clip đấy thì nó có nhắc đến tên con Lisa Phạm đi làm ha, thằng đấy đi Có làm việc chỉ đạo của Lisa Phạm có đấy. đúng rồi, thành ra anh cũng có nói cái vụ đó, thành ra nó ngu, mấy thằng này nó hơi Đây. ngu. Nó đưa ra cái người chủ mưu nó, Vâng. thành ra nó sẽ thu thập hết hồ sơ. Tên mấy tụi nó bây giờ là cảnh sát nó kêu anh là phải tên của đứa nào á, là cứ đưa cho nó hết những cái đứa nào mà nó hâm á. Chào anh chị em các bạn trong trong room, trong diễn đàn nha. Thì mình đưa cho nó hết những cái mà nó thét rồi nó gọi đi này kia đó, là mình cứ đưa cho cảnh sát hết. Nó đưa cho tụi nó có, nó nói nó sẽ có người chuyển chuyển ngữ qua, cứ đưa cho nó thôi à. Thành ra nói chung thì mình cũng đề phòng thôi, mấy thằng đó mấy thằng khùng khùng điên điên mà. Tụi nó là mấy cái đám khùng điên thì mình cũng đề cao cảnh giác tụi nó. Mình cẩn thận thôi nhờ, thôi Vâng. chứ nó mà bước qua là anh lụm xác nó liền. Anh chuẩn bị rồi, chuẩn bị hết rồi nè. Chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh cứ đưa một khẩu lên để cho nó nhìn, anh cho khẩu lên là Nó nhảy qua là anh lụm rồi, đấy. tại vì cảnh sát nó cũng có nói với anh, Vâng. nó có nói với anh, nó nói nó mà bước qua hàng rào, bước vô cái khu vực của anh á là anh cứ bắn nó. Nó nói tại vì cái luật của Mỹ á, nó anh được quyền. Vâng. Nó chỉ cần bước Vâng. qua là anh hốt xác nó liền. Với cả nói chung là bây giờ thì thôi, kế hoạch thì anh em mình cũng hoàn thành được khoảng độ 70-80% rồi, thì nó dính vào cái kế gọi là kế khích tướng rồi. Thì chính vì những cái kế mà anh đi ra đường rồi anh cầm cờ rồi anh trêu ngươi chúng nó, nên là cái bọn ở bên nó điên hết cả một lũ lên. Thì Nói chung cái nước Mỹ, cái đó nó gọi là First Amendment, tức gọi là nó cái hiến pháp của Mỹ đó, là người ta ai cũng có quyền bày tỏ cái chính kiến của mình, miễn sao mình đừng không có làm tổn hại đến nước Mỹ thôi. Mình không có làm gì tổn hại đến chính trị hay nước Mỹ thôi, là Mỹ nó đâu có ấy đâu. Ngay cả tụi cảnh sát tôi anh cũng trình bày nói nó cái vấn đề chính trị mà nó tranh luận không lợi tôi, rồi nó hăm he, tại vì nó chơi không lợi tôi chỉ nói chuyện về vấn đề mặt chính trị. Thì cái xã hội đất nước Mỹ nó như vậy đó, thì còn chuyện mình cầm cờ đó là mỗi quyền của mỗi người thôi. Ví dụ như cái ở Cali là cái ổ của tụi nó, tại vì tụi nó chơi đó thì nó không có muốn cờ đỏ thì mình đâu chui nó làm chi. Còn những cái mênh mông chỗ nước Mỹ ở nơi khác, nói chung là ai muốn cầm cờ làm gì làm. Nước Mỹ nó là Hiệp Trung Quốc,
còn mà kiểu mà chơi không lợi rồi đi hăm dọa rồi đi bày đàn kiểu đó, mấy thằng đó mấy thằng này nó hơi ngu, mà phải nói là nó hơi ngu. nó quay trực tiếp hết trơn luôn. Ừ, mấy thằng này em hỏi anh một nó chút không có nữa hiểu là luật. như anh có tham khảo luật sư thì nếu mà như cái tội của nó mà có tổ chức mà nó đến nhà anh nó gây sự khủng Có bố thì nó khép vào cái khung tội gì ở bên Mỹ có không anh? có chứ, tới đó là bây giờ bởi vì cảnh sát nó đang lập hồ sơ rồi, chừng nào lập hồ sơ xong rồi nó sẽ điều tra, nó sẽ theo dõi, rồi bên cạnh đó thì nó cũng nói nó là nó sẽ cho xe cảnh sát ra thường xuyên hơn, Vâng. nó chạy giống như nó đi tuần tra ở cái khu á, Vâng. nó đi tuần tra ở cái khu vực của anh nhiều hơn, tại vì anh gọi nó liên tục à, nó nói có bất cứ chuyện gì là cứ báo cho nó. Nó nói nếu mà thấy xe của ai mà lạ mà đậu ngoài trước á là báo cho nó tới mấy lần rồi. Tại hôm qua không nó tới mà nói chung là mấy thằng này nó khùng, nhiều khi nó đâu biết nhà ai đâu. Anh nhớ cái đoạn À vâng. mà em cắt hình ảnh ra mà nó có những cái hình ảnh mà thứ nhất là biển số xe ô tô của nó này, cái thứ hai là anh Đúng lưu rồi, ý cho em là mấy hay cái lắm. này, cái biển số xe ô tô này Ừ. và cái nó nói là Ừ. có Lisa phạm và hướng dẫn này, cái thứ ba là có một thằng nó đã trèo đứng Đó. vào lửa hàng rào của anh rồi đấy Ừ. đấy, Đúng rồi. có một thằng Đúng rồi. nó đã Tại trèo vào mấy đến cái lửa hàng photo rào của rồi đấy, anh nhớ ba cái chi tiết đấy cho em. nó trèo xong rồi nó sợ. Vâng đấy. Ừ. Ba cái đó anh có gửi cái video đó cho tụi cảnh sát rồi. Vâng. Nhưng mà mấy cái hình mà Quốc Quân chụp ra từ cái gì đó rất là hay. Vâng. Chúng cái với cả Anh em có sẽ lấy gửi link. vào cái Facebook của nó, em lấy những cái hình ảnh mà mặt thật của nó mà rõ mặt luôn ấy, cả gia đình nhà nó ấy. Ừ. Vâng đấy. Oh wow. Ừ, đúng rồi, anh thấy Quốc Quân Vâng. đưa anh Có gửi ba nó. thằng đấy Ừ. và cái ở trong clip thì mình nhìn từ xa thì nó quay thì không rõ mặt, nhưng mà em đã lấy những cái ảnh ở trong Facebook của nó rõ mặt luôn thì mình nhìn rõ. Đấy, anh nếu mà anh cần thì anh gửi gửi luôn cho cảnh sát những cái bức ảnh những thằng đấy thì nó rõ mặt luôn. À. thì Nói thì chung thì thì em hỏi anh mình một chút cũng đề phật là cao của nếu nó mà ha, cao cảnh cái giác. tội này, nếu mà anh ví dụ là khả năng ở bên Mỹ thì nếu mà nó truy tố về theo cái tội dạng khủng bố hay là uy hiếp tinh thần hay là gì không? Khủng bố bây giờ Mỹ nó cái vấn đề là cái gì nó cũng đưa vô khủng bố hết, nó gọi là khủng bố. Ừ. Nó gọi là tội 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 hù dọa, hăm dọa người ta đó, tội rất là nặng. Vâng. Cái tội mà hăm dọa Mỹ nó bây giờ ai mà hăm dọa một cái là nó tụi cảnh sát là nó sẽ làm việc liền, nó làm việc nghiêm chỉnh. Tại vì sau cái vụ mà tình hình nước Mỹ bây giờ an ninh rồi á, tụi nó làm lẹ lắm. Anh gọi nó ra đâu cũng 3 lần á, để rằng nó thu thập tin tức á. Mỗi lần mấy tụi nó lúc mà anh về anh nghe Quốc Quân nói nó quay video live ấy, anh giật mình nói wow. Mấy thằng này cũng thực đi ra chơi thực dữ, ra thì hơi bị khùng. anh Lợi Minh có biết làm sao mà em có những cái clip mà khi mà nó đến nhà anh nó có clip cái là em biết được luôn không? Anh Lợi Minh có biết làm sao không? Không, anh không biết. Thực ra thì Anh cái phương châm của em hôm nay em xin chia sẻ là mới 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 các bạn với cả anh Lợi Minh là cái phương châm của bọn em hay theo dõi bọn Ba Que, nên là em lúc nào em thứ nhất là em biết cái phương án đánh là trong trong người mình cũng có cái người cài cắm và trong nó cũng có người cài cắm của mình, nên là khi mà chúng nó đến nhà anh cái là em đã biết em hết rồi à đấy. nên hay 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 đấy nên hay nên là phải như vậy mới được. em biết rất rõ luôn cái phương án mà nó đến và chúng nó đến À, theo phải cái tổ vậy. chức và chỉ đạo và nó đến để nó khủng bố anh, nên là em đã nắm rõ cái kế hoạch của chúng nó rồi. Để hay phải như vậy mới được. Bởi về thấy ủa wow cái này gan dữ ta. Nhưng mà Còn có cái bọn nó mà là anh chèo em qua ở cái trong là được nước rồi. thì cũng lo cho anh, bởi vì là anh ở trong nước thì anh em lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ anh, bởi vì anh ở bên đấy thì đơn đơn một mình anh, mới cả cái thứ nhất là bên đấy thì cái bọn đấy nó cực đoan nhiều mà cái kiểu chúng nó làm ít đẻ người, nên là anh em ở trong nước cũng rất là lo đấy. Thì anh em cũng chỉ khuyên anh là anh cứ dùng theo luật pháp Mỹ và anh cũng đề phòng cẩn thận nó cắn trộm thôi, anh hiểu không?
Nhưng mà anh đã báo cảnh sát rồi thì Vâng. anh là được dạng là cảnh sát người ta bảo vệ rồi, mà có việc gì là cứ lôi đầu ba cái thằng đấy ra thôi đúng không? Đờ, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nó hâm, nó gọi là nó hâm trực tiếp. Nó hâm trực tiếp. Nó gọi là nó hâm dọa trực tiếp. Anh cũng có hỏi luật sư rồi. Tại vì nó bây giờ để người ta đúc kết hồ sơ đi, rồi khi đó mình mới thưa. Thưa tụi nó. Anh cứ chơi vụ này cho mấy cái thằng đấy nó lại lần cho một lần nó nhớ đi, nó hết cái tội hăm dọa người Việt mình ở bên đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nó tưởng là anh không biết luật, bởi vì nó anh đâu có hâm tụi nó chửi anh. Bây giờ là bây giờ mà nó chửi, nó hâm anh đó là anh thâu lại hết, cảnh sát kêu anh thâu lại hết. Cho nên anh phải cứ gửi lên cảnh sát, nó cho anh email của nó nữa, rồi số điện thoại riêng của nó nữa. Cái thằng cảnh sát á, nó nói là cứ gửi hết lên cho nó để nó đúc kết hồ sơ. Anh cố gắng anh Cũng thu giữ những cái sáng bằng nay. chứng và anh đưa cho cảnh sát thì nó càng củng cố hồ sơ là cái về cái tội là hăm dọa khủng bố anh. Và bây giờ có, nếu mà như em được biết ý, thì ở Việt Nam ấy mà em lên cử cơ quan ấy thì em công an ấy, em báo ấy, thì có những mấy anh này anh đe dọa em rồi, thì khi mà xảy ra sự việc gì em mà chẳng may có sự việc gì ngoài đường hay có gì là công an mà tóm cổ mấy thằng đấy lên đầu tiên. Ở Mỹ chắc là như thế đúng không ạ? Thì đó, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, cũng vậy đó, đúng rồi. Nó lôi mấy đó liền. Tất cả những cái tên nào mà nó hăm he trên đó là nó sẽ lục hết. Nó lại tới nhà. Tại hôm hôm cách tại vì Facebook á, người ta xài tên thiệt, bên này người ta xài tên thiệt không à. Mấy thằng đó nó xài tên Đúng thiệt không rồi, à. em Nó đăng ngu ký là chỗ Facebook đó. là tên thật và cái ảnh viết gia đình của nó là có thật luôn. Đúng rồi, nó thành ra bên Mỹ á, nó sử dụng cái Facebook nó điều tra tội phạm đồ dữ lắm. Vừa rồi cách đây hơn một tuần anh cũng coi tin tức ở bên này đó, cũng cái vụ án ở trên Facebook nó làm cái gia đình cái bà này coi như là hai vợ chồng coi như là muốn khùng điên lên luôn mà. Rồi sau nó nhờ được cái ông chồng, ông mới phát hiện ra bà vợ bị khủng hoảng khủng bố ở trên Facebook đó, rồi nó hăm dọa tùm lum hết. Cuối cùng thì nó cũng kêu cảnh sát, cái ông chồng biết được, ông mới đi báo cảnh sát, nó lục FBI nó tới nhà luôn, tại vì toàn là tên thật không à. Bắt như mấy thằng này mà nó mà xạo xạo nó tại vì nhiều người nó không, người ta không biết luật thì nó mới hù dọa người ta được thôi. Mấy người giống như là ở trong mấy cái khu của tụi nó thì người ta sợ nó, cái khu của nó mà dĩ nhiên rồi, nó tới ngày nó quậy nó phá ai mà chịu nổi, thành ra người ta sợ nó. Còn mình không có ở trong cái khu của nó, mình cứ sử dụng luật pháp Mỹ thôi. Nói chung vậy, đi ra thì giờ mình cẩn thận chút. Đúng Lúc rồi, nào cũng phải lên đạn đúng rồi. sẵn. Anh thủ sẵn hết rồi, hồi sớm là anh đi mua thêm cũng 500 viên nữa cho Nhiều phi thế tuần hả? tra. Thế Mấy thằng khùng này mà nhiều. nhiều khi nó nhảy qua hai có thằng mình vứt nó. Tại vì bên này cái luật cái bắn đó, nó mà vi phạm pháp, nó xâm nhập bất hợp pháp mình đó, bắn nó phải bắn cho chết, bắn nó không chết là mình mệt lắm. Vậy đó, cái bên này nó vậy đó, Với cả mình được cái gọi cái anh nhớ quyền là lợi. em dặn anh là anh điện thoại anh để ý cái định vị nhá, anh cắt cái, khi anh ra đường anh tắt cái định vị đi nhá. Đấy, anh cứ đề phòng cắn trộm thôi. Với cả có một cái nữa mà em chưa hiểu là ví dụ mà anh mà đang đi tường mà lái xe nó chặn lại anh như thế nào thì cái bên đấy thì cái mình khi mà mình đang lái xe mà nó ô tô nó chặn đầu mình và nó xuống nó định bảo mình ra xe thì mình có được phép bắn hay là mình ngồi trong xe hay như nào anh, hay mình gọi cảnh sát? Mình gọi cảnh sát, nếu mà nó tự nhiên chặn xe mình tông luôn, À thế ạ. thường thường là như vậy, tông thẳng luôn, tại vì bảo hiểm nó đền à. Bên này bảo hiểm mạnh lắm, mình nếu như nó chặn xe mình kiểu là mình tông thẳng luôn, tông trực diện luôn. Còn mình không nên bước ra là mình thua nó. Ví dụ mà nó chặn xe hay gì đó, chặn đầu là tông trực diện luôn. Rồi gọi cảnh sát. Thì bọn em chỉ lo em bọn em thì bọn em biết là anh sẽ dùng luật để anh đối phó với chúng nó, nhưng mà bọn em chỉ lo là nó cắn trộm anh nên là anh phải đặt ra những cái phương án mà anh đi ra ngoài đường, anh hiểu không? Đúng Và rồi, anh phải đặt đúng ra rồi, những anh cái cũng phương cẩn thận án lắm. anh đi ra ngoài đường nó làm gì đấy.
Chứ còn như em Ừ. biết thì luật pháp Mỹ thì xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì có quyền bắn rồi. Đấy. Đúng rồi. Ngoài ngoài đường vậy, nếu mà nó tự nhiên nó lại mà nó song song với mình á, mình cũng được bắn nó nữa. Đấy cả. Ví dụ mình đang đi đường mà nó xông vô, nó xông vô người mình á, Vâng. mà nó có cầm hung khí vậy là mình bắn vô tư, Vâng, thế ạ. chứ không phải là ở ở ở trong nhà không nữa. Vâng. Trong nhà thì cái quyền của mình nó mạnh hơn, Vâng. tại vì ở bên này nếu mình bắn mấy cái người như vậy đó là phải bắn trực diện đó. Cái luật bắn súng á là bắn người mà nó xông vô mình đó, mình phải bắn đằng trước nó, mà bắn sau là mình À, thua. anh em ở trong nước có Ngoài gửi đường lời mà nó nhắn nhảy với vô đây anh vô kia. là con Lisa Phạm thì đó là lệnh truy nã của Bộ Công an về cái đường dây khủng bố ở Việt Nam, thì nếu mà anh mà đợt này mà anh kiện được con Lisa Phạm ra tòa hay là lôi cổ được nó ra cơ quan pháp luật Mỹ thì anh em cũng anh rất là đang cảm anh ơn đang anh hỏi đấy. luật sư nè, anh đang cũng đang hỏi, tại nó mấy hàng này nó có nhắc con Lisa Phạm, Đúng đúng nó đúng nói con Lisa Phạm đưa tin tức đúng của rồi anh đúng rồi đã. như vậy là con nhỏ này nó đã sai phạm cái gọi là quyền riêng tư của nước Mỹ, Vâng. cái người dân á. Vâng. Cho nên anh đang hỏi, đang gọi tụi luật sư cho nhờ nó cố vấn. Đấy thì anh em ở trong nước mới cả em cũng nói luôn là nhà nước Việt Nam luôn, bởi vì cái nhà nước Việt Nam mình thì cái tội phạm thì mình chưa được sang Mỹ mình bắt, nhưng mà bên Bộ Công an thì truy nã nó là Đào Minh Quân và Lisa Phạm mà đứng sau cái tội mà khủng bố sân bay rồi. Thì công khai ở Ừ. trên 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 Bộ Công an rồi, nhưng mà mình chưa có cái gì liên quan đến Ừ. Mỹ nên chưa bắt được nó. Nếu mà lần này mà anh là công dân Mỹ mà anh kiện được nó thì quá là hay luôn. Anh em ở trong nước có khi Ừ. mở tiệc ăn mừng Anh đang tìm cách, tại đấy. vì anh nói hôm qua cái này thằng này ngu thiệt. Vâng. Nó đưa con Ly Sà Phạm ra nữa, nó nói con Ly Sà Phạm là người chủ mưu nữa. Thằng này nó bị hơi bị ngu rồi, thành ra anh sẽ lên anh tìm con nhỏ này, địa chỉ của nó, tên nó rõ ràng đâu có đó. Rồi xong rồi anh sẽ Chị nhờ luật Huyền Nguyễn sư. ở đây, chị Huyền Nguyễn ở bên nước ngoài, chị có nhắc đến một chi tiết mà hôm qua em chưa quên mất, em không nhắc cho anh, có nghĩa là nó bảo là hôm qua trong clip nó có một cái đoạn nó nói ấy. Trong cái đoạn nó nói ấy, thì nó bảo là nó thấy anh giàu như thế nên là nó xem anh có trốn thuế không để nó viết đơn nộp kiện. Mỹ mà dễ gì trốn thuế. Mình nói chung là cái luật làm ăn của tụi sợ thuế nó cắt Đúng rau lắm, rồi nó cắt rau lắm. đấy thì... Vốn cỡ như ông Trump đồ mấy tay lớn rồi, tay giống như là không phải, tại Mỹ cái gì đó, mấy thằng thứ dữ đó, nó có kế toán riêng rồi, nó làm đó, nó có, nó hiểu được những cái mà gọi là sơ hở của thuế thì nó mới lòn lách được thôi. Chứ mình tay ngang ngang mà là đụng vô tụi nó là mình chết. Đụng vô thuế vụ là nó tịch thu mình, nó phạt nặng lắm. Đụng vô thuế vụ Đúng Mỹ là rồi. nó phạt từ chết tới bị thương. Vâng. Mấy thằng đó khùng. Lúc thì nó bảo anh là cộng sản rửa tiền tùm Thế lum thế thì hết. Khùng. em nhiều lúc em hay nói chuyện với chúng nó ấy. Em mới nói với mấy cái thằng bà que, em bảo là chúng mày muốn chống cộng sản thì chúng mày phải biết cộng sản người ta đang làm cái gì. Mày phải biết cái ưu điểm và nhược điểm của người ta, như kiểu khi mà ngày xưa cái câu mà binh pháp tôn tử người ta bảo là biết người biết ta trăm trận trăm thắng ấy. Đây nó chẳng biết gì về cộng sản mà nó Đúng, chưa biết anh là thế nào mà nó vào nó nó khùng lắm mà, tuyên chiến này. điên lên. Mấy thằng anh nói mấy thằng này bị điên bên bó tay, anh mắc cười thôi À. thiệt chứ, nó làm anh ngồi anh cười một suốt luôn á, tại vì lu bu công việc á, rồi không có lên online nhiều, rồi cái rảnh thì mới lên được một chút, ngồi ngồi coi coi. Anh cảm ơn Quốc Quân nha, Và... cảm ơn Quốc Quân cho anh những cái tin tức rồi với lại những cái hình ảnh nó chính xác á, em vẫn rất là lưu tốt vào để trong máy, và em để mà anh cần thiết thì em sẽ cung cấp cái đó, em vẫn lưu vào trong máy, và những cái ảnh những cái thằng mà nó đến nhà anh em vẫn lưu ở trong máy. Nếu mà anh cần thiết mà cung cấp ừ nếu thì mà ừ. anh cứ nhắn tin em chuyển qua cho anh. Quốc Quân có tìm được cái tin tức của con Ly Sà Phạm không? Con Lisa Phạm thì nó sống ở bên 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 Cali, nhưng mà có một cái câu chi tiết nhất ở trong cái đoạn clip đấy là nó nói là địa chỉ và nơi ở của anh ấy
là con Lisa Phạm nó cung cấp để nó bảo bọn nó đến. Đấy, cái chi tiết quan trọng Đúng, nhất là đúng, nó. đúng. Đúng. Cái nhỏ này anh sẽ kiện đó. Anh sẽ gửi đơn kiện. Vâng. Đúng. Đúng. Cái nhỏ này anh sẽ kiện đó. Anh sẽ gửi đơn kiện. Vâng. Tại vì nó không được phép mà tự quyền tự ý mà nó đi lục tên tên nhà của người khác mà nó đưa lên mạng vậy đó. Cái đó là không đúng. Địa chỉ Cái của đó con là phạm Lisa luật. Phạm thì có ở trên danh sách của Bộ Công an, nó địa chỉ thường trú ở Mỹ là có. Ở đây nếu mà anh em nào mà có biết cái địa chỉ của con Lisa Phạm thì có. Bởi vì là cái địa chỉ mà con Lisa Phạm ở bên Mỹ, bên Bộ Công an có và cung cấp ở trên mạng công khai luôn. Ok vậy để anh vô Vâng. một tiếng. Vâng. Để Cung vô một tiếng. cấp công khai luôn mà anh. Oh wow. Vâng. Vậy là có lý rồi. Cái này anh kiện Vâng. đó. Anh mà làm được Còn vụ mấy này thì thôi rồi, anh em ở trong nước là bao nhiêu năm coi như là chiến đấu, là có anh coi như ở bên đấy là anh đầu tàu coi như là chiến đấu thành công luôn đấy. làm nó em em điên nói cho anh biết nhá, cái đợt mà hôm mà nó xui cái bọn trẻ ở trong nước nó khủng bố sân bay ấy, là bọn em tức lắm. Con này mà về Việt Nam thì thôi rồi, nhưng mà nó không bao giờ nó về, dám về, nhưng mà nếu mà nó về thì chắc là chết rồi, chết với bọn em ở trong nước trong này. ai có ly xà phạm Vâng. hả, có ly xà phạm à, Vâng. không nó đâu được về nữa đâu Em em, biết tại vì kỳ đó lâu rồi, em biết mấy năm em biết trước là nó không được đâu về, phải nhưng mà em chục nói năm là đâu. ví dụ là nếu mà nó về ấy, thì chưa cần đến cơ quan pháp luật, anh hiểu không? Chưa cần đến cơ quan pháp luật. Tại vì nó bị trục xuất mà Vâng. nó về nó đem tiền đơn về rồi nó lừa đám cưới Rồi. giả kỳ đó, cái vụ đó nó bị bắt Vâng. rồi nó đem tiền đơn nữa, nó dụ hai nhóc nào ở trong Việt Nam sao mà lừa sao, cái vụ làm đám cưới giả sao rồi bể rồi có tiền đơn nữa, nó dụ mấy thằng đó nữa rồi cuối cùng mà nó bị bắt rồi trục xuất luôn. Cho nên từ đó nó thù dữ lắm. Cái con đó nó cũng khùng dữ lắm, Thì còn cái nó tính nó chửi lửa dữ trai dằn lửa gái dột. là cũng dư ương dở dở không biết thế nào mà. Nó ái nam ái nữ mà.